5 năm chiến tranh, quân Pháp tại Đông Dương càng ngày càng xa lầy vào thế phòng ngự. Ngày 1 tháng 10 năm 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, nhanh chóng công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 18 tháng 1 năm 1950, Liên Xô và các nước Đông Âu công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Pháp thực hiện tăng cường hệ thống phòng ngự đường số 4, khóa biên giới Việt Trung, cô lập căn cứ địa Việt Minh với bên ngoài, thiết lập hành lang Đông Tây, cô lập Việt Bắc với đồng bằng Bắc Bộ, chuẩn bị lực lượng để tấn công Việt Bắc lần 2. Quân đội Nhân dân Việt Nam vạch kế hoạch chủ động tấn công để mở cửa biên giới, khai thông bàn đạp, liên lạc với Trung Quốc, Liên Xô và khối xã hội chủ nghĩa. Ngày 16 tháng 9 năm 1950, Trung đoàn 174 và Trung đoàn 209 tiến công đánh chiếm cứ điểm Đông Khê với mục đích cô lập Cao Bằng, uy hiếp cứ điểm Thất Khê và phá thế trận phòng thủ của quân Pháp trên đường số 4. Chắc là phải mài lại con mã tấu đi thôi. Cùn quá rồi. Còn thuốc không? Con mài mấy thì một viên cũng đi thôi. Lo mà bắn cho ngon. Tớ còn mỗi điếu này. Thôi chung nhé. Đây, châm đi. Ôi, có thể đánh nhà hả anh? Lá này nhạt lắm. Xong trận này, được hơi thuốc lào với bát trà xanh thì gọi là tuyệt. Em chỉ thèm ra sông tắm một cái cho mát. Mấy thương kia đến giờ, rồi, đúng không? Bật như ma lem ý. Thằng An chắc lớn lắm đấy đấy. Ừ, giờ mà gặp không chắc đã nhận ra được nó. Sao mãi chưa có lệnh tấn công nhỉ? Từ cả ngày hôm qua không đánh đấm gì rồi. Không biết đời đến bao giờ rồi đây. Hình như sắp đánh rồi. Chưa có lệnh. Đúng 17 giờ tấn công. Còn 5 phút nữa thôi. Sẽ có hóa hiệu từ trên cao phầy. Toàn đơn vị sẵn sàng. Sau loạt pháo lệnh là xung phong. Những bộ pháo binh thì bắn tầm. Get the spike!
chém lại chạy lính, gần đến nơi rồi. Đi vào khỏi anh Tung, nhanh. Ban trung đoàn chuẩn bị vũ khí, ra có công sự, chuẩn bị chống địch phản công. Trung đoàn, chúng lên nào. Nhanh, nhanh, địch sắp tới rồi. Pháp tái chiếm Đông Khê 2 tháng trước, chúng bắt được một số đồng chí của ta, giờ giam ở Phủ Thiện. Chúng ta có nhiệm vụ giải phóng Phủ Thiện và đảm bảo an toàn cho các đồng chí ấy. Các đồng chí, lên! Thank you.
kia và gồ thôi. Qua cửa trong, Bình, cậu vào ra sau. Để đến 30 thì đạp cửa ra vào. Sẵn sàng. Tiến. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Tiến. Bố có làm sao không? Không, tôi không sao. Kiểm tra lại vũ khí, chúng ta sẽ tiến tiếp về phía nhà thông tin. Chúng có một lô cốt rất kiên cố. Đơn vị bạn từ hướng đó không vượt qua được. Ta vu hồi vào sau lưng địch. Nhanh lên các đồng chí. Các đồng chí, trên có lệnh thu sạch tài liệu của địch, phục vụ cả chiến dịch. Đó. Xuất phát! Súng máy trên đời! Lực lượng chủ lực đang vấp phải các lô cốt phòng ngự rất chắc chắn ở các khu phố. Ta phải đánh từ lưng địch đánh ra.
mở cửa cho các đơn vị bạn vào hiệp đồng, cùng ta đánh lên đồi. Đó. Phải giải phóng được khu phố thì mới hạ được đồi Đông Khê. Tiểu đội vòng sang trái, thọc sâu vào khu phố, tạo một mối phục hồi vào cụm lô cốt địch ở cuối phố. Chúng tôi sẽ đánh trực diện, 10 phút nữa phải có mặt ở đó. Ba mặt giáp công, chắc chắn địch sẽ bị đánh bại. Rõ.